Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong vlog ngày hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người đi mua đồ ở thrift store, hay nói đúng hơn là những cửa hàng vintage store với second hand store nhé. Ở Việt Nam có rất là nhiều cửa hàng như vậy và mình chưa có cơ hội đi nhiều. Thì nếu mà mình có cơ hội về Việt Nam sắp tới đây thì mình sẽ dẫn mọi người đi cùng với mình. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đi ở Montreal, Canada trước nhé. Thì bây giờ là 1 giờ rưỡi rồi, mình đang phải hẹn mọi người ở Metro. Lúc nãy mình qua nhóm anh mình, đây là nhóm anh mình đây. Và mình đuổi ông đi, nhóm bảo là ông mới dậy cho nên là bây giờ mình sẽ đi trước nhá. Let's go. Bây giờ mình đang ở địa điểm mà bán đồ second hand đấy. Bây giờ mình đang chuẩn bị thay một cái áo nhá. Mọi người thấy nào, ổn không? Cô gái này size S, mình mặc hơi nhỏ, phần nách một chút nhưng mà thì nó cũng được. My first pick up của mình ở đây và cả những cái thiết kế ở cái quán này thì nó rất là kiểu OG ấy. Thực sự nó là vô đây nó rất là đẹp, rất là cổ và cái cách bày trí của nó rất là giống với Việt Nam, kiểu rất là cũ, ôi kiểu mình hay là thích cái vibe ở đây. Chính cái này gọi cái này ngang ngố lai tàu. Thứ hai của mình thực sự nó là cái store ở đây nhìn cũng khác thì store phía trước, kiểu cái vibe của nó nhìn nó cũng rất là đẹp. Đây là phòng thay đồ và kiểu nó hơi cao bồi một tí, cái style, cái vibe của nó hơi cao bồi một tí. Những cái áo ở bên này thì nó toàn là cao bồi thôi. Mình suy nghĩ là mình sẽ lấy một vài cái flannel ở đấy đấy. Và bên đây thì áo thì cho quân đội ngày xưa này, kiểu nhìn nó rất là kiểu old đấy. Có cười mà đó. Và đây là cái áo mình thấy mình muốn cop vào lời nhưng mà không có cơ hội cop thì không bán nè. Thôi mình vừa phát hiện một điều vui này. Cái đĩa cassette ngày xưa này, đĩa than ấy, làm lót làm chiến vậy. Đây là cửa hàng thứ ba của mình, thế nên nó cũng bán đồ khá là nhiều và bán cả nhiều vật phẩm cũ nữa. Nhìn chiến vậy. Kiểu giờ không ai thấy được nhiều những món đồ như vậy đâu. Nhưng mà mình cảm giác như là ở đây buổi tối thì rất là sợ. Damn, this creepy đồ. Bạn thích đường đi xuống ở đây nè. À, bơi mình đi xuống bằng đường kia đúng không? Có một cái đường đi xuống này quá. Đây là tầng 2. Đây là hình như chủ yếu đồ của nam. Đây là quần jeans này. Quần áo, flannel kiểu. Thích vậy. Thôi ổn xíu rồi, không chào mình, nó có kích quạt. Này học thử luôn nè, mình không ai nhắc thôi. Hả? Một cái áo này gì còn xà nè. Xâm mà vai vậy. Sorry mọi người nha, hồi nãy mình hơi filter nhạc một chút. Thì sự mà nói bây giờ đã 3 giờ rưỡi sáng rồi thì nếu mà đầu tóc của mình có gì hơi lộn xộn một tí, hơi xấu một tí, mọi người thông cảm cho mình vì sáng ngày mai mình cũng có hẹn cho nên là mình không thể nào vuốt tóc trong tối ngày hôm nay được. Thì quay trở lại sau khi mọi người xem xong việc mà mình đi mua đồ, đi qua các tiệm thrift store thì mình cũng đã về đến nhà. Và sau đấy 1-2 ngày thì mình có thời gian để mình làm unbox và review cho mọi người những món đồ mình mua được ở đấy. Mình sẽ bắt đầu nhanh luôn. Thì đầu tiên mình có một chiếc áo ở đây. Thì là một chiếc áo mình mua được ở tiệm thrift store. Thì thật sự mà nói là nếu mà mọi người muốn mua đồ thrift store mà muốn mặc đúng theo ý của mình á, thì chúng ta nên thử đồ. Tại vì thật sự size của nó rất là 3 chấm luôn. Ví dụ như là mình mặc một chiếc áo sơ mi size S, sắp tới mình review cho mọi người đây, mình mặc khá là vừa. Và mặc chiếc áo này đây size XL, là size Âu mình phải mặc size M hoặc là L đó. Bởi vì dạo này mình xuống cân một chút xíu cho nên là mình mặc size M ok, size L thì hơi bự và đây mình đang mặc XL mà rất là ok, nó rất là kiểu fit rất là đẹp, hơi oversize xíu nhẹ nhưng mà
It's ok. Thì đây là cái mặt trước của chiếc áo có hình Deadpool. Do or not. Đúng rồi. To do list à. Nói chung là bỏ qua đi. Thì hình ảnh của nó thì chưa bị crease khá là nhiều đâu, vẫn còn rất là tốt. Và nó vẫn còn thêm 3 mặt nữa, là mặt bên trong đây, mặt phía sau ngoài này và mặt bên trong của phía sau này nữa. Thì mình sẽ để 3 tấm hình ở đây cho mọi người cùng xem nhé. Thật sự mà nói là mình khi mà mình mặc vô mình mới nhận ra được là mình cảm thấy cái gì đó cộm cổ sau lưng. Mình mới bất ngờ kiểu mở ra, wow, mình cầm quà một cái giá rất là hời luôn. Thì mình sẽ public giá của những từng chiếc áo, tại vì đối với bản thân mình nghĩ những chiếc áo này khá là rẻ đối với những bạn du học sinh bên này. Thì chiếc áo này mình mua chỉ có 7 đồng rưỡi thôi. Mình mua ở đấy, ở tiệm thì người ta có chương trình là mua một chiếc áo thì 10 đồng, hai chiếc áo thì 15. Mình mua chung với một ông anh này nữa thì hai anh em share nhau cũng là 7 đồng rưỡi thôi, rất là rẻ. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo jacket, baseball jacket. Mình lần đầu tiên mình sử dụng chiếc áo này luôn đấy. Chiếc áo này tay rất là to, mình mặc vào mình dày cộm một đống luôn á. Nhưng mà nói chung là từ từ tôi cũng quen. Thì ở phần trái chúng ta có một chú chim cánh cụt đang chơi hockey. Và phía bên phải chúng ta có dòng chữ tên là Michelle. Mình nghĩ con chim cánh cụt này tên là Michelle. Mặt sau thì không có gì cả, bình thường thì sẽ có. So đối với một vài chiếc áo khác mình thấy ở cửa tiệm, thì chiếc áo này mình thấy giá khá là cao, khoảng 40 đồng với chiếc áo này. Nhưng mà theo mình search Google thì những chiếc áo baseball này có giá không dưới 100 đô này, rất là condies. Tiếp theo thì như mọi người đã biết rồi, một chiếc áo sơ mi mà mình đã mặc khi mà còn ở trong cửa tiệm. Thì chiếc áo này size S đây, và chiếc áo này có giá là 20 đồng. À, một điều nhỏ nữa nhá, khi mà mọi người mua đồ bên này ấy, thì thường chúng ta sẽ phải trả thuế mà, được tiền sản phẩm và cả tiền thuế nữa. Nhưng khi mà mọi người mua đồ second hand ấy, nếu chúng ta trả mặt thì sẽ không mất thuế. Một chiếc nhỏ đấy. Và bên này thì Covid này khá là căng, cho nên là một vài cửa tiệm không cho chúng ta thử đồ, mà chúng ta sẽ phải vào phòng thử đồ để mà thử luôn. Cũng khá là rắc rối nhưng mà it's ok, an toàn là trên hết mà. Chiếc áo này mình thấy rất là đẹp luôn, mà mình khá là thích những cái thiết kế đơn sắc, những cái thiết kế tối giản như vậy. Và nhiều mẫu thiết kế khác, ví dụ như là Grunge cũng có rất là nhiều thiết kế rất là đẹp, nhưng tiếc là mình chưa có cơ hội mua nó. Tiếp theo chúng ta có một chiếc quần đến từ thương hiệu Levi's, kinh không? Kiểu mình không biết đây có phải là hàng authentic hay không, nhưng một chiếc quần với một cái thiết kế kiểu distress, không phải distress mà là kiểu bạc màu, nhìn rất là kiểu bụi bặm và chất chơi ấy, rất là chiến luôn. Thật sự mình mua được chiếc quần này, mình mua được những món đồ này với một cái giá khá là ok. Áo thì 40 á, nhưng mà quần thì rẻ hơn gấp đôi, chỉ có 20 đồng cho một chiếc Levi's này thôi. Bình thường mọi người mua những chiếc quần Levi's Condies mùa store thì khoảng tầm 40 đến 50 đồng một cái, rất là đắt đúng không? Mua second hand, mua thrift store rẻ rất là nhiều luôn. Thì sorry mọi người nhé, cái góc này mình thấy hơi xấu một tí xíu, bởi vì cái cửa sổ của mình để ngăn lạnh đây thì không có chỗ chắn, mình phải để như vậy. Và mình hôm nay mình quay bằng iPhone cho nên là mình không có thu hẹp được cái góc ấy. Camera của mình thì đang có vấn đề rồi. Sorry mọi người sự bất tiện này. Mặc dù mình đã có thể kết thúc cái video này ở đây rồi, nhưng hôm qua lúc mà mình đi về thì ông anh mình có đang chuẩn bị đi, thì ông cho mình hai quần jeans mua ở cửa hàng tên là G-Store. Và đây một chiếc quần đầu tiên, nhìn cũng thiết kế khá là bụi, kiểu mình khá là thích những cái thiết kế là mặc quần mà có kiểu sờn như vậy á, mình rất là thích luôn, mặc ra ngoài rất là đẹp. Điểm nhấn của chiếc quần này chính là ở góc bên đây chúng ta có logo G-Store, mặt sau chúng ta có những cái thiết kế chỉ như line như vậy, rất là đẹp. À, trên đây cũng có dòng chữ G-Store này, bên đây, nhìn khá là ok nhỉ. Và chiếc quần thứ hai, màu sắc thì cũng không quá khác biệt, nhưng mà nó sáng hơn một chút. Và điểm nhấn trên chiếc quần này thì cũng có một cái thiết kế G-Store ở góc bên đây. Mặt sau thì có hai cái đường line màu đen, cũng khá là chất. Và chiếc quần này ông ấy bảo mình là mặc cũng không có nhiều đâu, cũng chỉ có tầm dưới 10 lần thôi. Và góc bên đây, góc phía sau này mình thấy kiểu nó có một dính một chút sơn hay là bị sờn như nào đấy mình không biết. Thì chắc chắn chiếc quần này mình sẽ dựa vào đây, mình sẽ thiết kế lên một cái quần chất đẹp nhất có thể. Ok, và đó thật sự là những gì mình trải nghiệm. Mình quay lại cho mọi người để cho mọi người cùng biết rằng là ở nước ngoài cũng có những kỷ niệm thrift store như vậy. Thì do một lần một ông anh của mình là kêu máu đỏ, mọi người thấy ở cái vlog ngay cái đoạn scene cuối cùng ấy, thì ông ấy là người chỉ cho mình đi thrift store không em.
anh kiểu tìm mới tìm được một cửa tiệm, thì mình đi những cái đấy thì mua đồ sẽ rẻ rất là nhiều và chúng ta sẽ có thể mở thêm kiến thức về một cái style thời trang mới, vintage style, thrift style, yeah, và streetwear style. Ví dụ như là những chiếc quần, những bộ outfit mình hay mặc và mình hay up lên Instagram ấy. Và những ai chưa follow Instagram mình nhé, mình để bên này này, hãy vào follow mình nhé. Và mình sẽ ra vlog, cố gắng ra vlog nhiều nhất có thể. Dạo này mình hơi lười một chút xíu, mình cũng đang trong kỳ nghỉ hè mà mình phải làm nhiều vlog cho mọi người cùng xem chứ, đúng không? Ok, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong vlog ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy vlog này hay thì hãy like, share và đặc biệt hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình. Và nếu mọi người có những cái set hay muốn mình làm về chủ đề gì, hãy comment phía bên dưới. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người xem đến cuối cái vlog này. Và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Mình Lê Huy và peace out. À khoan đã, nếu mà mọi người thích cái góc quay này á, hãy để lại cho mình sẽ cố gắng giữ nguyên góc này. Còn không thì mình sẽ quay lại góc bằng camera của mình như ban đầu nhé. See you.